chào dân xếp không hello chào các bạn. Thôi làm lại. Rồi chào các bạn đã trở lại với MeToMe cùng hai anh bạn vui tính này. Và hôm nay MeToMe sẽ đóng gói một cây SX600 để gửi về cho anh khách ở Vĩnh Long. Một cây đàn do công ty mình đã mở ra demo rồi cho nên có một cái mức giá rất là tốt. Và hiện giờ ảnh đã chuyển khoản 100% cho công ty mình. Bây giờ anh em sẽ tiến hành đóng gói và gửi về cho anh khách này trong ngày. Để gửi hàng về Vĩnh Long thì bên MeToMe sẽ có một cái chuyến xe của nhà xe Phú Vĩnh Long. Thì bên mình sẽ chuyển ra đó rất là nhanh, tại vì MeToMe ở rất gần nhà xe Phú và các nhà xe khác ở miền Tây. Thì đa số các nhà xe miền Tây đều trở về đây và có trụ sở ở quận 10, cho nên anh em ở miền Tây có thể mua hàng trực tiếp tại MeToMe và chuyển hàng về. Ngày mai là các bạn có thể có hàng rồi nếu các bạn đặt hàng hôm nay. Rồi bên mình đang đóng gói các bạn nhé. Thì cái đàn này đã do mình mở ra, mình làm demo cách đây một tuần. Cho nên anh khách này ảnh thấy cái đàn này còn đẹp quá và ảnh đặt luôn. Anh em đang tiến hành dán lại băng keo siêu của đàn. Và hai anh em bắt đầu đưa đàn vào trong bao da. Bao da do MeToMe cung cấp luôn nha các bạn. 2-3 chuẩn bị hạ đàn à. 2-3 go. Rồi xuống rồi. Công ty mình có những anh nhân viên rất là vui vẻ cho nên cả ngày làm việc mà công ty mình không hề một chút mệt nhọc nào hết. Khách hàng tới bên mình rất là vui nha các bạn. Đây là bao da của MeToMe. Thì sáng nay có một anh khách tới và chia cái bao da này. Thế là mình quyết định là mình tặng luôn cho anh khách SX600 này để xem anh này anh có chia cái bao da này không. Bao da MeToMe rất là tốt nha các bạn. Bao da MeToMe đã bán hơn 6 năm qua và chất liệu của bao da này là số 1 ở thị trường mình rồi. Hiện giờ mình chưa thấy có chất liệu nào mà tốt như cái bao da này. Rất nhiều loại bao da có trên thị trường nhưng chất liệu rất là tệ. Đa số là làm bằng simili, rách sau một thời gian mà bị xé toạc. Còn những cái bao da này thì bên mình bán cho khách hàng sử dụng từ 2 đến 3 năm vẫn chưa có hiện tượng gì hết. Thậm chí một số khách hàng tới mua thêm về cho bạn bè rất là nhiều luôn các bạn. Giá của bao da này hiện giờ bên mình đang bán là 500.000, nhưng mà mình tặng cho anh khách này bởi vì anh khách này rất là vui vẻ và chuyển tiền rất là nhanh. Nói chung làm ăn nhanh gọn thì mình rất là vui vẻ và mình sẽ hỗ trợ hết mình. Ngoài ra thì bên mình sẽ tặng thêm một bộ dữ liệu Simler cho cây SX600, một bộ dữ liệu đầy đủ tiếng dân tộc DJ và nhạc pop tất cả các loại luôn các bạn nhé. Thì khi mà các bạn mua đàn thì có hai phương án lựa chọn, là các bạn để bên mình mở đàn ra cài Simler trước rồi kiểm tra cho các bạn trước khi gửi về. Phương án thứ hai là các bạn có thể mua nguyên thùng và bên mình không can thiệp gì cả, chỉ bán nguyên một thùng đàn và bán cái bao da kèm các phụ kiện bên ngoài. Rồi bây giờ anh em đã gói đàn xong rồi. Đây là một cái giá để xách nhà, còn đây là áo to nha các bạn, mình gói cẩn thận lại trước khi đưa về cho khách. Còn đây là bộ sách hướng dẫn sử dụng. Bộ sách hướng dẫn sử dụng thì hiện giờ mình thấy là SX600 nó chưa có hướng dẫn sử dụng tiếng Việt, nhưng mà mình nghĩ nếu các bạn có một ít tiếng Anh hoặc là dùng Google Search hoặc là dùng Google Dịch đó các bạn, thì các bạn có thể là tìm hiểu rất là dễ dàng. Ngoài ra các bạn có thể lên kênh của MeToMe để coi các cái tính năng của dòng SX600 này. Rất là hay nha các bạn. SX600 hiện giờ có một bộ dữ liệu cực kỳ hay và tính năng cũng rất là ổn định, sẵn sàng để chúng ta có thể mua về đi show hoặc là chơi nhà. Bây mình sẽ up cái giá đàn này, giá sách nhạc này vô trong cái cây đàn luôn để bảo vệ phím và màn hình. Rồi để mình gói hết lại. Sài Gòn hôm nay rất là nóng nha các bạn, rất là nóng. Rồi mình sẽ gói lại rất là kỹ lưỡng. Cái quai sách của cái bao da ở bên mình rất là đẹp nha. Các bạn thấy là rất chắc chắn, mình cầm lên nhìn nó sang chảnh liền. Ngoài ra là cái bao da của bên mình nè, các bạn có thể thấy là đường may ở đây rất là tốt. Các bạn có thể cầm ở đây giật lên cũng không sao hết. Giật lên rất là mạnh không sao hết. Những cái bao ở trên thị trường chỉ bằng, chỉ cần lỡ tay cầm một phía như này sẽ rách cái tét ngay. Rồi ngoài ra thì cái bao da này nó cũng có những cái khóa nịt cái bụng mình lại, nếu mà các bạn đi show thì các bạn không bị trượt cái cây đàn đi. Nói chung là rất chắc chắn, mình sẽ quay anh nhân viên của bên mình cầm cái đàn và cái bao da này. Các bạn thấy nè, cực kỳ chắc chắn luôn, nhìn rất là sang chảnh luôn các bạn. Em thử đeo vào xem nữa chứ.
Yến là một người với cái thể hình rất là lớn nha các bạn, nhưng mà mang cái bao da của Yến mình thì vẫn thoải mái. Chúng ta có thể kéo ở đây xuống, chúng ta có thể kéo ở đây xuống. Rồi các bạn sẽ thấy là Yến quay một vòng lên coi thử chứ, em chỉnh cái áo lại coi đó. Các bạn sẽ thấy dáng mang bao da rất là ok nè. Đó, mình để đứng xa ra cho các bạn thấy đó. Đó, đó kiểu như vậy đó các bạn. Thì mình có thể nói là cái bao da này rất là được ưa chuộng nha các bạn. Nếu mà các bạn chưa sử dụng qua thì các bạn thấy ngoại hình có thể là giống với những cái bao da trên thị trường hiện tại. Nhưng mà đối với công ty mình thì mình rất tin tưởng vào cái chất lượng của sản phẩm bao da của mình. Và bao da có những đường chỉ theo đường may rất là sắc sảo. Tên thương hiệu của công ty mình là những cái may tép. Cho các bạn có thể giới thiệu sản phẩm này đối với người khác thì các bạn có thể vạch cái phần này ra để cho họ test cái da của mình, là họ biết ngay là cái chất lượng của cái da này như thế nào liền. Da này nó tương ứng với những cái da mà để người ta may ví, may túi xách đó các bạn, cho nên nó rất là tốt. Rồi bây giờ mình sẽ hạ đàn xuống và cho vào thùng trước khi gửi về Vĩnh Long. Thì như mình đã nói hồi nãy, gửi đàn và các loại hàng hóa linh kiện của nhạc cụ của Me2Me á, thì các bạn có thể gửi tất cả về nhà xe Phú nếu là ở Vĩnh Long, hoặc là những cái nhà xe khác như là Tô Châu hoặc là Bằng Bãi Sài Gòn. Thì khi mà gửi về đây thì ở quận 10, cho nên Me2Me sẽ dễ dàng lấy hàng về sửa chữa hoặc là phân phối lại cho các bạn. Rồi chuẩn bị hạ đàn. Rồi chúng ta hạ đàn xuống nha. Nếu mà cái trên này bị cắn này, tụi em lấy cái phụ kiện ra đây bỏ đi ngồi cũng được. Đó, lấy cái mình lấy hết mấy đồ đây ra. Rồi mình sẽ lấy cái áo to ra cho nó xẹp xuống cho nó mở ngồi. Rồi quá đẹp rồi. Rồi áo to mình sẽ bỏ đây cho khách hàng nha bạn. Chúng ta sẽ bỏ ở đó. Rồi thì không, sau khi mà gói đàn thì thường thường nó sẽ dư ra những cái miếng xốp này các bạn. Thì dư cái miếng xốp này xíu nữa bên mình sẽ dán kèm theo bên ngồi luôn để cho nó yên tâm luôn. Có sự cố gì thì khách người ta có thể gửi lên cái miếng xốp này hoặc là gửi cái bao đàn lên là ok rồi. Thì các bạn có thể lựa chọn. Mình sẽ trao đổi với lại anh khách này có nên gửi miếng xốp về hay không. Gửi về thì nó hơi rườm rà mà cũng là chặt nhà thôi, tại vì miếng xốp này cũng không có ý nghĩa gì cả. Đó, như vậy đó các bạn. Thì chúng ta bắt đầu tiến hành dán ok lại. À khoan đã, mình có mấy phiếu bảo hành và hóa đơn để mình gửi khách. Đây là phiếu bảo hành và hóa đơn, bảo hành chính hãng nha các bạn. Bảo hành chính hãng thì mình cũng không rõ là 1 năm hay 2 năm nữa, mà mình nghe thông tin là bảo hành của SX600 bây giờ là 1 năm. Còn không biết hãng có thay đổi chính sách gì không thì mình chưa biết. Thì dựa theo phiếu bảo hành này, các bạn nếu có bất cứ vấn đề gì có thể gửi về Me2Me để được bảo hành. Sau đó Me2Me sẽ chuyển qua hãng, hoặc là các bạn gửi trực tiếp lên hãng, làm việc trực tiếp với hãng nha các bạn. Có rất là nhiều cách để mà mình giải quyết các vấn đề về hậu máy. Cho nên nếu các bạn mua ở Me2Me thì hoàn toàn yên tâm, mình có thể nhận đàn về giúp cho các bạn rồi chuyển qua hãng luôn. Rồi ok, cảm ơn các bạn. Mình bây giờ mình sẽ cho những cái giấy tờ này vào trong cây đàn luôn để cho khách của mình kiểm tra. Rồi các bạn quan tâm về giá khi mua sản phẩm SX600 tại Me2Me thì có thể liên hệ trực tiếp cho Me2Me ở số điện thoại ở bên dưới, hoặc các bạn Zalo để bên mình tư vấn cho các bạn cách sử dụng và các cái vấn đề liên quan đến SX600. Riêng dòng SX600 thì Me2Me mình đã có những cái series hướng dẫn rất là cụ thể. Nếu các bạn chưa rành về cái chức năng của đàn có thể gọi điện cho mình để hỏi, hoặc là các bạn nhắn tin cho comment ở bên dưới thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Rồi, cái đàn là sắp được đóng gói xong rồi các bạn. Mình sẽ quấn thêm một lớp nhựa ở bên ngoài để chống nước, để chống mưa, chống nước, chống ẩm ở bên ngoài. Và bây giờ là cái đường băng keo để dán lại. Nhân viên mình làm việc rất là chuyên nghiệp và nghiêm túc nha các bạn. Mình làm rất là chuẩn, cho nên các bạn cứ yên tâm, hàng hóa của mình không bao giờ là những cái hàng mà xấu mà mình đưa về hết. Các em chép USB chưa? Chép USB rồi đúng không? Rồi. Mình đã tặng luôn USB cho khách, tặng nguồn dữ liệu, chép USB, nhét vào đàn luôn rồi. Rồi bây giờ sẽ tiến hành là mình sẽ tiến hành quấn cây đàn này lại bằng một cái lớp màng mỏng. Chúng ta sẽ quấn lại. Nếu quấn dễ nhanh hơn nè, quấn ngang này, quấn từ trên xuống đó, đi ngang qua. Xích ra ra ngoài, bây giờ được rồi.
À, chúng ta bắt đầu quắn lại đi, quắn từ cây xuống, em để thẳng xuống cái cây xuống đó kia, đúng rồi, áp sát vô trong đà, đầu lăn cái cây xung quanh kia đà. Không đừng quay thùng nhiều, quay cái cây á, cầm cái cây đưa đi vẫn nhanh đó, giữ cái thùng lại. À, với cái lớp màng này thì bên mình sẽ giúp khách hàng bảo vệ cây đàm, bảo vệ cái thùng bằng giấy này nha các bạn. Những cái thùng bằng giấy này mà gặp nước thì nó rất là nhanh rã ra. Nói chung là khi mà gửi cái thùng này thì bên mình cũng đã có một cái bao da bên trong, cũng khá là yên tâm rồi. Nhưng mà phải có cái thùng này để cho cái ngoại hình của sản phẩm nó được chắc chắn và đẹp nữa. Khách hàng khi người ta thấy những cái thùng hàng như về thì nói chung là cảm giác nó sẽ khác với lại mình bỏ trong cái bao da và gửi về cho khách. Nên mình rất là hiểu tâm lý của khách và mình sẽ gửi nguyên thùng về cho họ luôn. Trong thùng mình đã đặt đầy đủ phụ kiện các loại kèm theo sách hướng dẫn. À, những cái chính sách bảo hành các loại thì mình đã tư vấn rất là rõ rồi. Các bạn có quan tâm gì cứ gọi trực tiếp cho mình nha, đừng ngại, gọi giờ nào cũng được hết, trừ giờ mình ngủ thì mình không biết thôi, còn nếu mình thức thì mình sẽ bóc máy mình nghe nha. Hoặc là lúc mình đang đi em út nha các bạn. À, nếu đi em út thì chắc tắt máy luôn, các bạn sẽ không liên lạc được đâu. Cái đàn sắp gói xong rồi nha các bạn, mình sẽ gói thêm 2-3 lớp theo chiều dọc nữa. Mình sẽ cho cái đàn hạ xuống và mình gói 2-3 lớp theo chiều dọc nữa là xong rồi. Rồi, đàn chuẩn bị. Đàn lên đó. Hạ xuống. Mình gói 2-3 lớp theo chiều dọc nữa, sau đó mình sẽ đưa một loại băng keo gọi là băng keo ghi chú hàng dễ vỡ vào. Thì sau đó nhân viên mình sẽ cho hàng hóa đi ngay lập tức. Và giấy tờ hàng hóa mình sẽ update cho khách hàng liền. Sớm nhất thì trong tối hôm nay có thể nhận hàng được, hoặc là sáng ngày mai nha các bạn. Đây là loại băng keo hàng dễ vỡ, mua rất là nhiều. Nếu anh em làm cửa hàng có thể mua ở trên các trang mạng thương mại điện tử, bán rất là nhiều loại này. Mình nghĩ là anh em nên sắm cái loại băng keo này dán vào thì sản phẩm của mình nhìn cũng có vẻ chuyên nghiệp, và những cái anh bốc hàng giữa hàng sẽ né những cái sản phẩm của mình ra, không có làm mạnh tay nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ dán quanh đó. Nhưng mà dán như thế này mình sẽ bảo vệ được cái thùng rất là đẹp. Cái thùng không bị dính băng keo mà chỉ có một lớp màng mỏng bên ngoài thôi. Mình sẽ dán như vậy xong mình sẽ gửi về cho khách. Và lúc đó khách nhận hàng được thì khách sẽ thấy cái đàn rất là ok. Hy vọng là khi gửi về tới dưới Vĩnh Long thì cái thùng đàn của mình không bị mốt méo, thì mình cũng hy vọng vậy thôi. Còn do nhà vận chuyển nữa nha các bạn, nhiều khi vận chuyển có sự cố gì đó về xe cộ hoặc là người ta sẽ chèn ép cái hàng của mình thì những cái góc này nó sẽ bị cắn mốt nha các bạn, thì mấy cái đó thì anh em phải thông cảm, tại vì hàng đi xa thì mình phải chấp nhận. Mình sẽ dán rất là nhiều băng keo cái đường dễ vỡ này để cho nhà xe người ta thấy những cái hàng hóa này, người ta sẽ nhẹ tay cho mình. Thì nói chung bây giờ ai đi gửi mà nói cây đàn thì nói chung anh em nhà xe người ta cũng hết sức là tâm lý, và người ta sẽ làm nhẹ tay cho mình. Nên mọi người cứ yên tâm, mua hàng ở đâu cũng được hết. Các bạn có thể mua từ Bắc chí Nam, mua từ Hà Nội, Bắc Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn gì đó thì bên mình vẫn gửi được, tại vì bây giờ đã có Viettel lo rồi, hoặc là bưu điện. Tất cả những mặt hàng đàn thùng cỡ lớn như thế này đều có thể gửi xuyên biên giới được luôn, kể cả gửi qua Mỹ nha các bạn. Những mặt hàng như SX600 có thể gửi được qua Mỹ, mình sẽ cân số cân nặng của đàn và sau đó sẽ báo giá cho các bạn. Nếu các bạn là người muốn mua đàn SX600 nhưng các bạn ở Mỹ hoặc là ở Canada các nước thì các bạn có thể hoàn toàn mua đàn tại Mitsumi để hưởng cái chính sách vận chuyển của bên mình với giá tốt nhất. Đã được đóng gói rất là đẹp nha các bạn. Một cái đàn cực kỳ đẹp, vuông vức và gọn nhẹ luôn. Mình đã đóng gói xong và chuẩn bị chúng ta bắt đầu đi chuyển hàng về cho khách tại Vĩnh Long, theo nhà xe Phú Vĩnh Long.
Nhà xe Phú Vĩnh Long thì có địa chỉ ở Vĩnh Long rất là rõ ràng, các bạn có thể search Google để ra địa chỉ chính xác tại nhà xe Phú. Nếu các bạn bất cứ vấn đề nào về đàn điện tử bị hư hỏng thì các bạn có thể gửi cho MetaMe thông qua nhà xe Phú, hoặc các bạn ở miền Tây có thể gửi thông qua xe Tô Châu, xe vận tải Sài Gòn, hoặc xe Phương Nhã, hoặc là xe Tân Thanh Thủy. Rất là nhiều hãng xe đi đến Sài Gòn và đậu ở quận 5, quận 10, rất gần với địa chỉ công ty MetaMe, cho nên bên mình sẽ nhận đàn và làm mọi dịch vụ liên quan tới đàn. Nếu các bạn ở miền Tây gặp khó khăn, cần giải quyết các sự cố liên quan tới đàn hoặc là mua bán đàn. Rồi, cảm ơn các bạn. Bên mình sẽ kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Hãy nhấn like nếu các bạn thấy video clip này có ý nghĩa và đừng quên nhấn subscribe để biết thêm nhiều thông tin hữu ích về cách sử dụng các dòng đàn organ cùng những chia sẻ thú vị khác xoay quanh công nghệ đàn điện tử. MetaMe Media xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Goodbye.